Ở đây lấy hai máy ra để test cho hai bác ở bên Điện Linh Bắc Cạn. Con bên này là con 173. Con đấy là con 173 Sakura nhé. Con này là 178 Sakura 6 ngựa, con này 5 ngựa. Khỏe, đất này đất chai, mọi người nhìn này, đất cứng như khô, chưa cày cuốc bao giờ, không cuốn đâu, yên tâm. Cứng quá, mọi người quay ngược cái chân trống lại nhé, nó đỡ bị tì nhiều. Đây là đi số 1 nhé. Hai bác ở bên Bắc Cạn sang mua máy nhé. Đấy, số 2 tip này rất là khỏe. Đây bây giờ chưa lắp cái lốp nhé. À, lắp hai cái yếm nữa thì nó đỡ bắn lên máy. Con này nó 5 ngựa nó khỏe đấy bác ạ. Con này 5 ngựa mà nó khỏe đấy. Đất này nó chơi được. Con này 5 ngựa. 5 ngựa. Cái máy lực vẫn bé hơn tí. Nhưng mà nó là chuyển động trực tiếp. Nó là đấu đầu trực tiếp. Còn máy 6 thì nó có qua dây loa. Thì nó là chuyển động gián tiếp, nó sẽ yếu hơn. Con này nó sẽ khỏe hơn. Đấy, chú thấy không? Tì xuống là nó sâu rồi á. Thì nó quay một chỗ nó sâu rồi. Đất này đất cứng đấy. Khô, lâu ngày cũng mưa. Quay bên nào là bóp bên đấy, quay bên nào là bóp chuyển hướng bên đấy. Quá gọn nhẹ. Này chú phải làm con máy to đấy, vừa sức. Nếu mà nó trượt quá thì quay chân trống lại chú ạ. Quay chân trống lại thì đi nó không phải tì nhiều. Con kia phay nó khỏe hơn này. Sakura 178 này. Con này là Sakura 173 mà có chuyển hướng mọi người nhé. Số 2 thì nó cua nhanh hơn. Nhưng mà đi thường là đi số 1 phá trước. Xong mình lượt 2 đi số 2 nó nhàn hơn. Nó nhẹ. Không, chú giảm ga đi mà. Tăng ga thì mình không biết rồi. Đấy. Đấy. Cái ga này tí phải tăng lên một tí nữa. Tăng cái ga lên tí nữa. Đấy, vào cỏ là không cuốn nữa. Cỏ lên thoải mái luôn. Cái sợ nhất là cái cỏ dây ấy, cỏ dây là nó không chém được, nó cuốn. Nhưng mà cuốn thì mình tháo ra nó rất là dễ.
nhẹ nhàng, làm tí là quen mà. Cái này nó làm nó dễ nhàn hơn máy đầu 8. Hay tháo lắp phụ kiện. Ruộng nước chỉ cần dùng nguyên cái lồng thôi chú nhé. Ruộng nước thì cứ ủ nước để đấy 1-2 ngày cái đất nó, mình lấy chân mình cho nhẫm xuống lên mềm mềm đấy là dùng nguyên cái lồng thôi. Tảo nhanh lắm, lồng như nó lồng kép 6 nan. Cái này nó khi làm áp lực nó có hơi ra thì nó phì lên không sao nhé, còn nó đổ nó thừa ra ấy. Chạy cả hai cái luôn. Thử cái kia đi người ơi. Thôi anh cái đấy thôi. Cái dây là tí phải buộc lại, nó có cái níu mà. Còn kia thì nó khỏe lắm. Sáu ngựa mà. Ở kia mà đi số 2 lớp số. Đây là đi số 1 nhá. Số 2 đi. Đầm hơn. Đây là nước đầm nó khỏe. Nặng gì con này nó 80 cân tí nữa. Con này mà tì xuống nó cháu sợ đi nó phay nó sâu quá. Nếu nó lắp lồng mà đi mình hơi tì càng xuống sợ nó đi gần nhiều. Cái lồng đấy mà ngập nửa lồng là nó 20 cân rồi đấy. Cái lồng ruộng, lồng làm ruộng nước. Đây đang đi số 1, số 2 tí nó tua nhanh lắm. Chỉnh chuyển hướng nhá. Ăn luôn rồi đấy. Bay đấy. Đấy các bác mua máy được mang ra test thử luôn ở, cho các bác luôn. Đến nhà mua máy mang ra làm thử luôn. Cái này mà đi dưới ruộng ấy, đi số 2. Nếu mà lắp lồng mà đi dưới ruộng là đi số 2, thích, nhanh. Để số 2 đi đi thử là đúng. Ê, bây hơn chứ. Sang bên kia là vừa cái mương đấy nhá. Chú chạy thử sang số 2 nào, bảo chú sang số 2 cái nào. Ờ, chuyển số 2 chạy thử cho chú xem được. Ga lên. Đừng đất kinh rồi. Đấy, chú dựa là chú đi số này thôi đó. Số 2 thôi đó. Đấy, kinh không? Lên kìa. Sợ không? Cháu sợ sâu quá ấy. Xuống ruộng làm nó êm, nó không. Đây mình phải đảo đất nó cứng. Xuống ruộng này dùng cái lồng nó êm máy lắm. Nó không lắc đâu. Đấy, đất cứng như này nhá.
Này cho cái lên luống vào là lên là thành luống đẹp luôn. Lắp hai cái bánh bám vào. Nhưng mà đi khi lên luống là mình đi số 1 thôi. Đi chậm thì là hàng nó thẳng tắp luôn. 80 cân hơn 80 cân mà. Cả bộ như này là nó khoảng tầm 92 95 cân, 92 đến 95 cân. Test thử số lùi anh cái này. Ca nhỏ, test thử số lùi luôn. Bóp chặt vào. Đấy, số lùi. Mọi người số lùi là về số 0 nhá. Bóp cái tay số lùi vào. Rồi bóp cái đấy xong là kéo côn lại với lùi. Đấy, thao tác lại cái số lùi cho chú xem cái. Về số 0 này. Đấy, bóp cái tay đấy vào. Xong là kéo côn lại nó mới lùi. Đấy. Nhưng mà khi mà chú dùng cái lồng ấy nhá, hạn chế phải kéo côn. Đúng rồi, mình phải kéo côn thì nó mới đi mà. Thế là... cái tay kia coi như là cái tay số lùi. Tay kia số lùi. Chú ruộng mà chú làm nó rất là nhẹ. Ê, thằng này đi làm suốt rồi. Thế thôi nhỉ.